Long Vương trở lại Giang Thần. Chương 261, Giang Thần bị bắt. Tất cả mọi người trong nhà hàng Duyệt Lai Quân đều nằm la liệt dưới đất, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Chỉ có Đan Chiến, Đan Thiến Thiếu, Lỗ Thâm là đang đứng. Thật là mạnh. Lỗ Thâm không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Đã nghe nói đến danh tiếng của Hắc Long từ lâu, hôm nay gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng vậy, Đan Chiến cũng mở miệng nói, thật là mạnh quá, sức mạnh vô địch, y thuật đứng đầu thế giới, không hổ là Hắc Long. Bố, mắt Đan Thiến Thiến nhìn chằm chằm Đan Chiến. Đan Chiến tỏ vẻ bất lực, nói cậu ấy là Hắc Long, bố có thể có cách gì chứ, đi thôi, trở về trước. Bên ngoài tiệm cơm, Đường Sở Sở một mực không chịu rời đi. Cô biết sức mạnh của Giang Thần, mấy người này vốn dĩ không thể đánh lại anh, cô chỉ lo lắng Giang Thần lại làm như vậy sẽ khiến nhà họ Đường lại phải tiếp tục chịu trận. Vào lúc cô đang vô cùng sốt ruột, Giang Thần đã đi ra. Trong miệng anh ngậm điếu thuốc, hai tay đút trong túi quần, dáng vẻ cả lơ phất phơ. Chồng, Đường Sở Sở mau chóng đi qua, gấp gáp hỏi, sao rồi, không có việc gì chứ? Giang Thần cười nhạt, nói, có thể có chuyện gì chứ, đi thôi về nhà. Anh không có đánh người chứ? Đánh người gì chứ? Đây là xã hội pháp chế, anh chỉ nói đạo lý với bọn họ thôi, bọn họ đều là người văn minh, có thể nghe hiểu, nên bây giờ không còn chuyện gì nữa đâu. Giang Thần tỏ vẻ không có chuyện gì. Đường Sở Sở không tin, cô muốn đi vào xem thử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đừng nhìn nữa, đi về thôi. Giang Thần kéo Đường Sở Sở đi, đồng thời còn nói với Hà Tâm, Hà Tâm, em tự mình gọi xe về đi, anh không tiễn em nữa. Tạm biệt chị Sở Sở, tạm biệt anh rể. Hà Tâm vẫy tay. Giang Thần kéo Đường Sở Sở đi vào bãi đậu xe gần đó, lái xe trở về. Trên đường về, Đường Sở Sở không ngừng đưa ra câu hỏi. Giang Thần một mực nói, yên tâm đi, không sao đâu, anh không có đánh người. Nghe Giang Thần nói như vậy, Đường Sở Sở cũng yên tâm. Sau khi Giang Thần rời đi, Ngụy Viễn Kiên, Hứa Vinh, Hứa Chí, La Phong, Trương Thịnh đều được đưa vào bệnh viện. Cùng lúc đó, người nhà họ Ngụy, người nhà họ Hứa, người nhà họ La, người nhà họ Trương đều cùng tập trung trong bệnh viện. Tình trạng của ông Hứa không lạc quan lắm, không biết là ông ấy bị gì, các chức năng trong cơ thể đều bị thoái hóa một cách nhanh chóng, nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, ông ấy sẽ không qua nổi một tuần. Cơ thể của ông Ngụy rất tồi tệ, một vài cơ quan chức năng đã có dấu hiệu dừng hoạt động rồi. Người của hai gia tộc lớn nghe thấy lời của bác sĩ, đều giận đến tím mặt. Giang Thần nhất định phải chết. Bác cả của tôi đã chết trong tay anh ta, anh họ của tôi thì bây giờ vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ đến cả bố tôi cũng bị anh ta hạ độc, không giết anh ta, tôi không nuốt nổi cục tức này. Người của hai gia tộc lớn đều la lối muốn Giang Thần phải chết. Người của hai gia tộc lớn mau chóng mở cuộc họp để thương lượng. Cuối cùng họ quyết định dùng pháp luật của đối phó với Giang Thần. Giang Thần đã không còn là Hắc Long nữa, anh đến nhà hàng Duyệt Lai Quân ra tay làm người khác bị thương, bị camera quay lại một cách rõ ràng. Người của hai gia tộc lớn mau chóng báo cảnh sát. Cảnh sát đến nhà hàng thu thập chứng cứ. Sau khi có được chứng cứ xác thực, cảnh sát lên đường, đến nhà họ Đường bắt người. Giang Thần đã về đến nhà. Hà Diễm Mai và Đường Bác đến bệnh viện thăm Đường Tùng đã trở về rồi. Còn Ngô Mẫn thì vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc cho Đường Tùng. Cả nhà đều đang ngồi trong nhà. Cốc cốc cốc. Bên ngoài cửa truyền tiếng gõ cửa gấp gáp. Đường Sở Sở đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở cửa, cô bỗng chốc bị dọa đến sững người. Trước cửa có không ít cảnh sát trang bị vũ trang đầy đủ, mang theo súng, cầm theo khiên. Một cảnh sát trung niên lấy tờ lệnh bắt giữ ra. Lạnh giọng nói, đây là lệnh bắt giữ, Giang Thần có ở nhà không? À, có, có. Đường Sở Sở bị dọa đến ngẩn người, liên tục gật đầu. Lên, cảnh sát trung niên ra lệnh. Một đám cảnh sát xông vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hà Diễm Mai và Đường Bác bỗng chốc bị dọa đến sững người, lập tức giơ tay lên. Giang Thần đang ngồi trên sofa hút thuốc, nhìn thấy cảnh sát xông vào, bất giác nhíu mày. Giang Thần. Tôi nghi ngờ anh cố ý làm người khác bị thương, mời theo chúng tôi đi một chuyến, phối hợp với chúng tôi để điều tra. Cảnh sát trung niên vừa nói xong, một vài cảnh sát đã mau chóng xông qua, dùng súng chĩa vào Giang Thần. Giang Thần đứng dậy. Anh vừa đứng dậy, mấy cảnh sát đó bất giác lùi về sau vài bước. Trước khi đến đây,
Bọn họ đã xem qua đoạn phim Giang Thần đánh người, đây chắc chắn là một người hung dữ, là một người vô cùng nguy hiểm. Giang Thần đưa hai tay ra. Mấy cảnh sát đi qua, lấy còng tay ra, còng Giang Thần lại. Đưa đi. Giang Thần bị cưỡng ép đưa đi. Nước mắt Đường Sở Sở không kìm được mà rơi ra. Trong giây phút nhìn thấy cảnh sát, cô đã ngẩn người, một lát sau mới phản ứng kịp, chắc chắn là Giang Thần đã đánh người trong tiệm cơm rồi. Chồng. Cô nhìn thấy Giang Thần bị còng lại đưa đi, rưng rưng nước mắt. Giang Thần dừng lại, nhìn Đường Sở Sở đang khóc, anh mỉm cười, nói, yên tâm đi, không sao đâu. Sáng ngày mai, em đến phòng khám phàm nhân tìm Giang Mị, trong phòng khám phàm nhân có một thanh kiếm, ở trong hộp tối ở gầm giường, bảo Giang Mị đem theo thanh kiếm đó đến cục cảnh sát. Giang Thần nói xong rồi rời đi. Hu hu. Đường Sở Sở bật khóc thành tiếng. Cục cảnh sát. Phòng thẩm vấn. Giang Thần bị còng lại, trước mặt anh là hai viên cảnh sát. Một nam một nữ. Tuổi tác của hai người không lớn, đều trong độ tuổi 20 mấy tuổi. Trong tay cảnh sát nữ cầm một cây bút, không ngừng chuyển động, một lúc sau đột nhiên vỗ một cái bốp lên bàn, tức giận nói, Giang Thần, anh còn không nhận sao? Giang Thần cười nhạt, hỏi, nhận cái gì? Cảnh sát nữ gào lên, 8 giờ tối nay, rốt cuộc anh đã làm những gì ở nhà hàng Duyệt Lai Quân? Cô hỏi chuyện này à? Giang Thần bình thản nói, tôi ra tay dạy dỗ một vài người. Cảnh sát nam ở bên cạnh mau chóng ghi lại. Cảnh sát nữ hỏi lần nữa, làm người khác bị thương như thế nào, kể chi tiết rõ ràng. Giang Thần khoa tay múa chân vài cái. Cứ như vậy, bọn họ đã ngã xuống, tôi còn chưa dùng sức nữa, bọn họ thật là không biết đánh. Này, cô cảnh sát nhỏ, tôi khuyên cô vẫn là mau chóng thả tôi ra đi. Hừ. Cảnh sát nữ hừ lạnh nói, Giang Thần, anh có biết người anh đánh là ai không? Anh đã đánh người nhà họ Ngụy, người nhà họ Hứa, người nhà họ Trương đó, anh xong đời rồi, anh cứ chờ mà ở trong tù cả nửa đời sau đi. Giang Thần nở nụ cười nhạt. Sau khi bị thẩm vấn, anh được đưa đến phòng tạm giam. Cảnh sát cũng đã liên lạc với nhà họ Hứa và nhà họ Ngụy, nói là đã bắt được người rồi, hỏi ý của nhà họ Hứa và nhà họ Ngụy thế nào. Ý của hai nhà là muốn khiến nửa đời sau của Giang Thần đều phải ở trong ngục tù. Chỉ cần anh vào tù rồi, chuyện giết chết anh sẽ dễ như trở bàn tay. Hai nhà cùng thống nhất yêu cầu, khởi tố Giang Thần. Với những chứng cứ mà bọn họ có trong tay, nửa đời sau của Giang Thần coi như xong rồi. Tối hôm nay, Giang Thần ở trong phòng tạm giam ngủ vô cùng yên ổn. Còn Đường Sở Sở thì lại cả đêm không ngủ. Mới sáng sớm cô đã ra khỏi nhà. Đến phòng khám phàm nhân, tìm Giang Mị. Đường Sở Sở khóc lóc nói, Giang Thần bị bắt rồi, anh ấy bảo tôi đến tìm cô, nói là trong phòng khám có một thanh kiếm, ở trong hộp tối dưới gầm giường, bảo cô đem theo thanh kiếm đến cục cảnh sát. Giang Mị nghi ngờ. Kiếm, kiếm gì cơ? Cô ta đi vào trong nhà, dỡ giường ra. Cô ta phát hiện một cái hộp dài ở dưới gầm giường, mở ra, bên trong có một miếng vải đen. Giang Mị cầm miếng vải đen lên. Miếng vải đen bọc lại một thanh kiếm. Cô ta mở mảnh vải đen ra. Đây là... Giang Mị ngẩn người. Đây là hình kiếm sao? Giang Mị từng là sát thủ, đã từng được học rất nhiều theo hệ thống, nên biết được không ít thứ. Cô ta biết Trung Quốc có một thanh hình kiếm. Thanh hình kiếm này đã được lưu truyền mấy ngàn năm rồi. Mỗi một triều đại, thanh kiếm này đều tượng trưng cho quyền lực tối cao. Sau khi nước Trung Quốc được thành lập, thanh kiếm này cũng tiếp tục được thừa hưởng hình pháp, là sự tồn tại tối cao của nước Trung Quốc, là sự tồn tại trên cả tất cả luật pháp. Giang Mị biết, mấy chục năm trước thanh kiếm này đã rơi vào trong tay của tổng soái của quân Hắc Long. Sau đó, khi Hắc Long tiền nhiệm chết trên chiến trường, thanh kiếm này đã được vua Trung Quốc thu hồi lại. Rồi sau khi Giang Thần được phong soái, vua Trung Quốc lại lần nữa ban tặng hình kiếm cho Giang Thần. Có thanh kiếm này, thì sẽ có thể tiền trảm hậu tấu. Chương 262, cách bảo vệ mạng sống cuối cùng. Nhìn thấy thanh kiếm dài sắc bén, Giang Mị vô cùng kích động. Đây là thanh hình kiếm. Đại diện cho hình kiếm của hình pháp Trung Quốc, có thanh kiếm này thì sẽ có thể xét xử bất kỳ người nào. Thanh kiếm này chỉ có một người có thể sử dụng. Người đó chính là Giang Thần. Mặc dù Giang Thần đã từ chức, nhưng thanh kiếm này vẫn chưa bị thu hồi. Đây là cái gì? Đường Sở Sở nhìn thấy thanh kiếm trong tay Giang Mị, không nhịn được mà hỏi. Không, không có gì. Giang Mị kịp thời lắc đầu, mau chóng để thanh kiếm lại,
dùng miếng vải đen bọc lại. Tuyệt đối không thể lấy thanh kiếm này đi cứu Giang Thần. Giang Mị đã học qua rất nhiều kiến thức, biết được thanh kiếm này đại diện cho điều gì, thanh kiếm này đại diện cho hình pháp, có thể xét xử một vài người chạy trốn chế tài pháp lý, có thể xét xử những người mà pháp luật không thể trừng trị. Thanh kiếm này là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Năm đó lúc thành lập nên đất nước Trung Quốc, vô số tướng quân đã cùng nhau xin phế bỏ thanh kiếm này. Nhưng cuối cùng vua Trung Quốc vẫn giữ lại. Giang Mị biết, nếu dùng thanh kiếm này để cứu Giang Thần, sẽ làm trái với quyền lực mà thanh kiếm này đại diện, một khi bị người khác nắm được điểm yếu này, vậy thì sẽ rất rắc rối. Sở Sở, cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách để cứu anh Giang. Cô ta đặt thanh kiếm về chỗ cũ. Bây giờ người có thể cứu được Giang Thần, chỉ còn Tiêu Dao Vương thôi. Sau khi để lại thanh kiếm, Giang Mị nói, Sở Sở, cô về trước đi, tôi ra ngoài một chuyến. Nói xong cô ta ra khỏi nhà. Giang Mị lái xe đi đến quân khu, sau khi đến trước cửa quân khu thì bị chặn lại. Cô ta chỉ đành gọi điện thoại cho Tiểu Hắc, nói rõ tình hình. Tiểu Hắc đã tỉnh lại. Sau khi nghe thấy Giang Thần bị cảnh sát bắt, anh ta thở phào một hơi, còn tưởng là chuyện lớn cỡ nào nữa chứ. Tiểu Hắc chẳng hề để tâm mà đáp, không sao, mặc dù anh Giang đã từ chức rồi, nhưng anh ấy đã từng là Hắc Long, đã lập rất nhiều công lao hiển hách cho đất nước. Hơn nữa anh Giang còn có hình kiếm, thanh kiếm đó có thể miễn được một vài hình pháp, đây là phần thưởng mà vua Trung Quốc tặng cho anh ấy, là sự khẳng định đối với chiến công của anh ấy. Anh Tiểu Hắc, đó là hình kiếm, là đại diện cho hình pháp tối cao của Trung Quốc, dùng để xét xử tội phạm, chứ không phải dùng để tự cứu mình. Bây giờ tình cảnh của anh Giang rất nguy hiểm, không biết có bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn đang nhắm vào anh ấy, nếu như sử dụng thanh kiếm này, sẽ rất khó tránh khỏi việc bị người ta nắm thóp. Giang Mị phân tích mặt lợi và hại. Vẫn nên để Tiêu Dao Vương ra mặt đi, em đang ở trước cửa quân khu, nhưng bị chặn lại rồi. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, cảm thấy lời Giang Mị nói rất có lý, vào lúc then chốt thì vẫn nên cẩn thận một chút. Anh ta gọi điện thoại cho Tiêu Dao Vương. Sau khi Tiêu Dao Vương biết chuyện này, mau chóng mời Giang Mị vào trong quân khu. Quân khu, phòng làm việc của Tiêu Dao Vương. Giang Mị kể rõ sự việc một lần. Sắc mặt Tiêu Dao Vương nghiêm trọng, nói, bây giờ đúng là không tiện dùng hình kiếm, thanh kiếm này quá đặc biệt, nếu dùng thanh kiếm này để tự cứu mình, sẽ khó tránh khỏi bị người ta nắm thóp. Nếu người của kinh đô cùng nhau tố cáo, yêu cầu bên trên thu hồi hình kiếm, vậy Giang Thần sẽ mất đi cách bảo vệ mạng sống cuối cùng. Chủ soái Tiêu Dao, ông nhất định phải cứu anh Giang. Tiêu Dao Vương khẽ phất tay, nói, được rồi, cô về trước đi. Vâng. Giang Mị xoay người rời đi. Tiêu Dao Vương căn dặn cấp dưới, bảo người của quân đội điều tra xem rốt cuộc Giang Thần đã phạm phải tội gì mà lại bị bắt. Rất nhanh ông ta đã biết được ngọn nguồn của sự việc. Bây giờ ông ta không tiện ra mặt, nên phái Hoắc Đông đến bệnh viện, gặp người nhà họ Ngụy và người nhà họ Hứa. Sau khi Hoắc Đông nhận được mệnh lệnh, thay bộ thường phục, đi đến bệnh viện. Trong một căn phòng bệnh của bệnh viện, Ngụy Viễn Kiên thoi thóp nằm trên giường. Ông ta mới 45 tuổi, nhưng bây giờ trông có vẻ như rất già nua, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tóc ông ta đã bạc phơ, người nhà họ Ngụy đều tỏ vẻ sốt sắng. Có người đi vào, nói Tổng Giám Đốc Ngụy, có người muốn gặp, là Hoắc Đông của quân khu. Để cậu ta vào đây, Ngụy Viễn Kiên mở miệng. Giọng nói yếu ớt. Rất nhanh Hoắc Đông đã đi vào. Anh ta nhìn Ngụy Viễn Kiên đang nằm trên giường bệnh một cái, trực tiếp dứt khoát nói thẳng vào vấn đề, bây giờ nhà họ Ngụy đã bắt Giang Thần vào đó, các người tưởng rằng chỉ dựa vào đoạn phim đó là có thể định tội được Giang Thần sao? Anh ấy là người thế nào, các người cũng biết mà, chuyện này nhiều nhất cũng chỉ đem lại chút phiền phức nho nhỏ cho anh ấy mà thôi, theo tôi thấy thì ông hãy chọn cách dàn xếp ổn thỏa đi. Tướng quân Hắc, Giang Thần hại nhà họ Ngụy tôi, sao có thể bỏ qua như vậy được, Ngụy Viễn Kiên mở miệng một cách yếu ớt, trên gương mặt già nua mang theo sự tức giận. Hoắc Đông bình thản nói, vì để đưa Giang Thần vào đó, cho dù có hy sinh cả tính mạng ông cũng không ngần ngại sao. Y thuật của Giang Thần đứng đầu thế giới, anh ấy đã ra tay thì không ai có thể cứu chữa, ông sẽ không sống được mấy ngày nữa, ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nếu ông lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, tôi có thể ra mặt bảo Giang Thần tha cho ông một con đường sống. Đồng thời nhà họ Ngụy ông cũng đừng có nhắm vào nhà họ Đường nữa. Ngụy Viễn Kiên chìm vào suy nghĩ. Cách thức của Giang Thần đúng là khó có thể tưởng tượng. Đến y học hiện đại cũng không cách nào chữa trị được cho ông ta. Ông ta muốn Giang Thần chết,
nhưng ông ta cũng không muốn bản thân mình chết cùng. Nể mặt tướng quân Hoắc, tôi sẽ bỏ qua cho Giang Thần, chỉ cần cậu ta có thể khiến tôi hồi phục, tôi chắc chắn sẽ không nhằm với nhà họ Đường nữa. Hoắc Đông xoay người rời đi. Anh ta đến gặp Hứa Vinh. Anh ta nói với Hứa Vinh những lời y như vừa nói với Ngụy Viễn Kiên. Hứa Vinh cũng sợ chết. Ông ta cũng không muốn dính luôn cả tính mạng của mình vào. Sau khi cân bằng trái phải, ông ta quyết định không truy cứu trách nhiệm của Giang Thần nữa, với tiền đề là Giang Thần có phải chữa khỏi cho ông ta. Hoắc Đông ra mặt, giải quyết xong chuyện này. Cục cảnh sát, phòng tạm giam. Giang Thần vẫn đang ngủ. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng cánh cửa sắt được mở ra. Anh Giang. Hoắc Đông bước vào. Giang Thần bị gọi tỉnh, lật người bỏ dậy từ giường gỗ, nhìn thấy Hoắc Đông, anh bất giác nhíu mày, tướng quân Hoắc, sao lại là anh? Hoắc Đông cười nói, cấp trên của tôi đã biết chuyện rồi, cấp trên của tôi cảm thấy hình kiếm là cách bảo vệ mạng sống cuối cùng của anh, sử dụng hình kiếm lúc này đúng là có thể miễn xá bất kỳ tội gì, nhưng một khi sử dụng rồi, nhất định sẽ có người vì vậy mà viết ra một bài văn dài, cùng nhau tố cáo, yêu cầu bên trên thu hồi lại hình kiếm. Giang Thần dùng mình một cái. Anh lên cơn nghiện thuốc rồi. Cho tôi một điếu thuốc. Hoắc Đông mau chóng lấy thuốc ra, châm lửa rồi đưa cho Giang Thần. Hoắc Đông tiếp tục nói, tôi đã thuyết phục nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa rồi, bọn họ đều đồng ý sẽ không truy cứu trách nhiệm việc anh đánh người khác bị thương nữa, còn Hứa sẽ không chống đối với nhà họ Đường, bây giờ anh Giang có thể đi rồi. Nhưng mà anh Giang này, anh có thể nương tay một chút, bỏ qua cho người nhà họ Hứa và người nhà họ Đường không? Giang Thần hút thuốc, vẻ mặt ung dung, tôi cũng không muốn chống đối với bọn họ, ai bảo bọn họ không có mắt cơ chứ. Nếu bọn họ đã không nhắm vào nhà họ Đường nữa, vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho bọn họ một lần vậy. Anh Giang, mời. Hoắc Đông làm động tác mời, Giang Thần đứng dậy rời đi. Hoắc Đông đưa anh đến bệnh viện. Giang Thần dùng vài cây kim bạc, khôi phục lại sức sống trong cơ thể của Ngụy Viễn Kiên và Hứa Vinh. Sau khi cứu người, Giang Thần bình thản nói, tôi nói cho các người biết, có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng có nhằm vào vợ tôi, đừng có nhằm vào nhà họ Đường, Ngụy Quang, Ngụy Chi chính là một tiền lệ. Còn có lần sau, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các người như vậy đâu. Giang Thần bỏ lại câu này, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh bảo Hoắc Đông đưa anh về nhà. Nhà họ Đường. Đường Sở Sở sốt ruột đi qua đi lại. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cô nhanh chóng đi qua, sau khi mở cửa, nhìn thấy là Giang Thần, cô bất giác nhào vào lòng anh, bật khóc hu hu, chồng, anh về rồi, thật là tốt quá, thật là tốt quá. Giang Thần ôm lấy vai cô, cười nói, anh đã nói rồi, không sao đâu mà. Đúng rồi, hôm nay là ngày bắt đầu Đại hội Trung Y, bây giờ trên phố Y đang tề tụ các bác sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới. Chúng ta cũng đi góp vui một chút đi, thuận tiện rượt luôn giải thần Y số 1 thế giới về luôn. Giang Thần, cái thằng vô dụng này, hôm qua cậu lại làm gì rồi? Trong nhà truyền đến tiếng trách mắng của Hà Diễm Mai. Chương 263, bị tôi đánh đến sợ rồi. Hà Diễm Mai đi qua, hai tay chống eo, trách móc, nếu hôm nay cậu không nói thật, từ nay về sau cậu đừng hòng bước vào cửa nhà nữa. Vẻ mặt Giang Thần bất lực nói, mẹ, thật sự không có chuyện gì, cảnh sát nhầm lẫn thôi, nếu như con có chuyện gì, thì sẽ được thả ra sau một đêm sao? Có thật không? Hà Diễm Mai hơi không tin. Cảnh tượng tối hôm qua thật sự khiến bà ta bị dọa sợ. Giang Thần thề thốt nói, thật sự không có chuyện gì. Đúng rồi. Hôm nay phố Y rất náo nhiệt đó, mẹ có muốn đi góp vui không? Không có tâm trạng. Hà Diễm Mai làm gì còn tâm tư để đi góp vui? Gần đây nhà họ Đường xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ Đường Tùng vẫn còn đang nằm trên giường kia kìa. Vào nhà trước rồi nói, Đường Sở Sở kéo Giang Thần vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Giang Thần bước vào nhà, ngồi xuống sofa, nhìn Đường Bác ngồi ở một bên, hỏi, bố đi không? Đường Bác thì lại muốn đi góp chút vui. Nghe nói Đại hội Trung Y lần này vô cùng tưng bừng, rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đều đến một vài bác sĩ nổi tiếng nước ngoài cũng xuất hiện. Ông ta nhìn Hà Diễm Mai một cái, khẽ lắc đầu, nói thôi, không đi đâu. Giang Thần cũng không ép buộc, nhìn Đường Sở Sở, nói, vợ, em đi thay quần áo đi, chúng ta đến phố Y. Ừm, Đường Sở Sở xoay người về phòng. Giang Thần lấy một điếu thuốc ra đốt lên. Còn chưa hút xong. Cốc cốc cốc.
ngoài nữa lại vang lên tiếng gõ cửa lần nữa. Hà Diễm Mai sai bảo, Giang Thần, đi mở cửa. Giang Thần đứng dậy đi mở cửa. Nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Đường Thiên Long, anh bất giác hỏi, ông nội, sao ông lại đến đây? Đường Thiên Long đi vào, kéo lấy tay Giang Thần, trên gương mặt già nua mang theo sự cảm kích, Giang Thần, lần này thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm. Giang Thần nở nụ cười nhạt. Hà Diễm Mai đi qua, trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ, bố làm sao vậy, mới sáng sớm mà cảm ơn cái gì, thằng vô dụng này lại làm gì rồi hả? Đường Thiên Long kích động nói, bên tòa án vừa mới gọi điện thoại đến, đã dỡ bỏ lệnh niêm phong biệt thự nhà họ Đường rồi, còn dỡ bỏ luôn lệnh niêm phong Vĩnh Nhạc, nói chung là tất cả các sản nghiệp dưới trướng nhà họ Đường đều được dỡ bỏ niêm phong hết rồi, bên tòa án cũng sẽ không truy cứu món nợ mà nhà họ Đường chúng ta thiếu nữa. Hả? Hà Diễm Mai tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn Giang Thần, hỏi chuyện này thì có liên quan gì đến Giang Thần? Đường Thiên Long ngẩn ra, hỏi, không phải là do Giang Thần ra mặt nên mới giải quyết được những chuyện này sao? Vậy sao? Hà Diễm Mai nhìn Giang Thần. Giang Thần sờ sờ mũi, gật đầu nói, không sai, là do con giải quyết. Theo sau còn có Đường Hải, Đường Kiệt, và đời sau của nhà họ Đường. Những người này đều không tin là do Giang Thần ra mặt mới giải quyết được. Nếu Giang Thần thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, thì trước đó nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa đã không nhằm vào nhà họ Đường rồi. Đường Lỗi liếc Giang Thần một cái, tỏ vẻ khinh thường, Giang Thần, cậu đừng có rát vàng lên mặt mình nữa, cậu nói là do cậu giải quyết, vậy tôi hỏi cậu, cậu làm cách nào để giải quyết được chuyện này thế? Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người Giang Thần. Giang Thần cười hi hi, tôi đánh người nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa một trận, bọn họ bị đánh đến sợ rồi. Tôi uy hiếp bọn họ, nếu còn không bỏ qua cho nhà họ Đường thì tôi sẽ đánh chết bọn họ. Giang Thần nói, sau đó còn khua tay múa chân vài cái. Ha ha ha, tôi chỉ đánh mấy cái như vậy, vệ sĩ của bọn họ đều bị tôi đánh ngã hết. Hừ, Đường Lỗi tỏ vẻ khinh bỉ. Anh ta mới không thèm tin lời Giang Thần nói. Nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa và gia tộc thế nào, làm sao có thể bị Giang Thần đánh đến sợ được. Không một ai tin lời của Giang Thần. Đường Thiên Long một mực cho rằng chuyện này do Giang Thần giải quyết, đó là bởi vì Giang Thần đã giải quyết được chỗ ở cho bọn họ, còn giải quyết luôn cả chuyện của Đường Mao. Bây giờ ông ta nghĩ kỹ lại, việc khiến nhà họ Hứa và nhà họ Ngụy không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của nhà họ Đường nữa chưa chắc đã liên quan đến Giang Thần. Ông nội, bác cả, chú hai. Đường Sở Sở đã thay đồ xong đi ra khỏi phòng, hỏi, sao mọi người lại đến đây? Giang Thần cười nói, nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa sẽ không truy cứu trách nhiệm của nhà họ Đường nữa, bên tòa án cũng đã gỡ bỏ niêm phong sản nghiệp của nhà họ Đường, cũng gỡ bỏ niêm phong tài khoản tồn đọng của nhà họ Đường, bây giờ nhà họ Đường không còn khủng hoảng nữa. Hả, thật sao? Mặt Đường Sở Sở mang theo vẻ vui mừng, vui vẻ hỏi, chuyện là sao vậy, sao chỉ trong một đêm mà mọi chuyện đã được giải quyết rồi? Hà Diễm Mai hỏi, Sở Sở, tối hôm qua con đã cùng Giang Thần đi đâu, làm gì? Chuyện này. Đường Sở Sở ấp a ấp úng. Hà Diễm Mai nhìn vẻ mặt của cô là biết ngay tối hôm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện, bà ta đột nhiên trách móc mau nói. Đường Sở Sở không dám giấu giếm. Cô kể tường tận đầu đuôi chuyện ăn cơm ngày hôm qua ra. Nhưng sau khi người nhà họ Ngụy và người nhà họ Hứa xuất hiện, cô đã bị Hà Tâm đưa đi rồi, nên sau đó xảy ra chuyện gì thì cô không biết. Nghe vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người Giang Thần. Chẳng lẽ, thật sự giống như Giang Thần nói, nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa bị đánh đến sợ rồi sao? Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, Giang Thần cũng rất bất đắc dĩ, anh nói là bọn họ bị đánh đến sợ rồi, người nhà họ Đường lại không tin. Được rồi, con ngã bài vậy, thực ra chuyện này là do một người tên Đan Chiến giải quyết. Đan Chiến? Mọi người nghi hoặc, đây lại là ai? Hả? Đường Thiên Long đột nhiên hô lên một tiếng kinh ngạc, Đan Chiến. Chẳng lẽ là Đan Chiến ở phương Bắc, người được gọi là vua hầm mỏ sao? Đúng, đúng, đúng. Giang Thần nói, chính là ông ấy. Đường Thiên Long nhìn Giang Thần một cái, hỏi, Đan Chiến là nhân vật tai to mặt lớn ở phương Bắc, thế lực của nhà họ Đan rất mạnh, thương minh năm tỉnh kết hợp lại cũng chưa chắc đã so được, tại sao ông ta lại giúp nhà họ Đường? Mặt Giang Thần tỏ vẻ đắc ý, đương nhiên là vì cháu rồi, trưa ngày hôm qua trùng hợp cháu đã cứu con gái của Đan Chiến là Đan Thiến Thiến. Đan Chiến cảm kích cháu nên mới ra tay giúp nhà họ Đường. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh.
Đường Thiên Long thở dài một hơi thật sâu, nói cho dù có thế nào, lần này nhà họ Đường có thể vượt qua được kiếp nạn này cũng là nhờ có cháu. Sau này cháu chính là con rể của nhà họ Đường, nếu ai còn dám nhắc đến chuyện ly hôn, ông sẽ đuổi người đó ra khỏi gia tộc. Ông nội, kiếp nạn này của nhà họ Đường đều là vì Đường Sở Sở, bây giờ Giang Thần cứu con gái của một nhân vật tai to mặt lớn, nên người đó mới giúp nhà họ Đường, vậy thì tại sao chúng ta phải cảm kích Giang Thần chứ? Đúng vậy. Nếu không phải vì nhà bọn họ, sao chúng ta phải chịu cực khổ thế này? Người nhà họ Đường đều tỏ vẻ bất mãn. Giang Thần thì lại cười nhạt. Thực ra, anh không cần bất kỳ ai công nhận, cũng không để tâm đến cách nhìn của người khác. Chỉ cần Đường Sở Sở có thể công nhận anh, vậy là đủ rồi. Giang Thần cũng lười nói nhiều với người nhà họ Đường, chịu nhiều cực khổ như vậy, mà vẫn còn đức hạnh thế này. Vợ à, chúng ta đến phố y góp vui thôi, đại hội y học lần này, chồng em chắc chắn sẽ xưng vương, trở thành bác sĩ nổi tiếng số một thế giới. Vâng, Đường Sở Sở gật đầu. Giang Thần kéo Đường Sở Sở ra khỏi nhà. Hai người lái xe đi đến phố y. Trên đường đến phố y, Đường Sở Sở nghi hoặc hỏi, chồng, thật sự là nhờ đan chiến ra mặt mới giải quyết được khủng hoảng của nhà họ Đường sao? Đúng vậy. Vậy rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao cảnh sát lại đến bắt anh? Giang Thần giải thích, còn không phải là vì đám người La Phong, Trương Thịnh sao, mấy người đó đều là người của gia tộc lớn, bọn họ báo cảnh sát, nên cảnh sát mới đến bắt anh. Nhưng có đan chiến ra mặt, những tộc này không truy cứu trách nhiệm của anh nữa. Vậy thanh kiếm hôm qua anh nói là thế nào? Chuyện này, Giang Thần nhức đầu. Phải nói với Đường Sở Sở thế nào đây? Người bình thường không biết về hình kiếm. Thực ra, cũng không có gì, chỉ là một cây kiếm bình thường, do Tiểu Hắc làm ra thôi. Giang Thần không biết phải giải thích thế nào, nên thuận miệng nói qua loa. Trong lòng Đường Sở Sở nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần Giang Thần bình an, tất cả những thứ khác đều không quan trọng nữa. Giang Thần đang lái xe. Đột nhiên, anh cảm thấy có gì đó không bình thường. Vợ à, ngồi vững nhé. Đường Sở Sở đang định hỏi tại sao, Giang Thần đã đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng gia tăng tốc độ. Đường Sở Sở còn chưa ngồi vững, suýt nữa đã ngã chúi đầu. Sau khi Giang Thần tăng tốc, mười mấy chiếc xe ở phía sau cũng nhanh chóng tăng tốc. Trong một chiếc xe phía sau, trần xe mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, đội mũ màu đen đứng lên, trên vai anh ta vác một ống phóng rocket. Giang Thần nhìn thấy cảnh tượng này thông qua kính chiếu hậu. Anh bất giác lớn tiếng mắng, khốn kiếp, đây là nội thành, đám người này thật là to gan. Chương 264, bị ép phải uống thuốc độc. Giang Thần không ngờ là lá gan của mấy tên này lại lớn như vậy. Đây cũng không phải là chiến trường biên giới, mà đây là thành phố phồn hoa, là thành phố hòa bình. Thông qua kính chiếu hậu, anh thấy được tình hình ở phía sau. Bazooka đã nhắm chuẩn vào xe của anh. Anh hơi lo lắng. Một khi đối phương phóng ra, cho dù anh có thể lái xe né tránh, nhưng trên đường nhiều xe như vậy nhất định sẽ liên lụy đến những người vô tội, sẽ tổn thương những người vô tội. Nhưng, tình huống Giang Thần lo lắng không xuất hiện. Kẻ thù ở đằng sau không nổ súng. Làm cái gì vậy? Trong lòng anh hoài nghi. Anh không ngừng vượt qua hàng xe, lái về phía quốc lộ, sau khi lên quốc lộ, anh lái xe đến vùng ngoại ô. Chiếc xe anh lái chỉ là một chiếc Volkswagen khoảng 20 vạn, lúc này tốc độ xe đã đạt đến 200 yat, tốc độ động cơ đã đạt tới 7.000 vòng một phút. Giang Thần, anh làm gì mà lái nhanh như vậy, mau dừng lại đi. Sắc mặt Đường Sở Sở tái nhợt, cơ thể lắc trái lắc phải, cô bị quăng quật đến mức choáng váng, sắp nôn ra rồi. Giang Thần thông qua kính chiếu hậu phát hiện những chiếc xe ở phía sau bám giết không tha. Giờ phút này, anh thấy nghi ngờ. Người phía sau rõ ràng có cơ hội nổ tung xe của anh, chỉ là vì sao vẫn mãi không ra tay. Anh lái xe đến vùng ngoại ô và dừng lại ở một nơi không có người ở. Vừa dừng xe, Đường Sở Sở đã mở cửa xe, cố gắng lăn lộn leo xuống rồi lại ngồi xổm ở ven đường nôn mửa một trận ra trò. Mười mấy chiếc xe phía sau cũng theo đó dừng lại. Sau khi xuống xe, Giang Thần phát hiện bên trong những chiếc xe phía sau có không ít người bước ra. Giang Thần đứng ở trước xe nhìn những người này, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Những người này đi theo anh nhưng lại không ra tay, rõ ràng là muốn ép anh về phía ngoại thành. Giang Thần. Một người đàn ông đi đến. Ông ta ước chừng khoảng độ 50 tuổi, mặc một chiếc áo ba đờ suy màu đen khiến nước da càng đen hơn và đeo kính đen.
Giang Thần nhìn chằm chằm ông ta, thản nhiên nói, ông là. Gã đàn ông trung niên lấy ra một lọ nhỏ và ném nó qua. Giang Thần nhận lấy, cầm trong tay nhìn một cái. Đây là một lọ thủy tinh, bên trong là một ít chất lỏng màu xanh lam. Anh không khỏi nhíu mày. Gã đàn ông trung niên phía đối diện cười nhạt, nói, uống đi. Giang Thần âm thầm đề phòng, tiện tay chuẩn bị xuất thủ. Gã đàn ông trung niên tựa như biết được ý nghĩ của Giang Thần, cậu có thể ra tay giết chết toàn bộ những người ở đây, nhưng tôi đảm bảo, vợ của cậu cũng không tài nào sống sót để rời đi. Giang Thần nhún vai, nhìn vào chất lỏng màu xanh lam trong lọ và hỏi, dù sao ông cũng phải nói cho tôi biết, đây là gì? Đối phương trả lời, yên tâm, cậu uống vào sẽ không chết được, cùng lắm chính là mất đi vị giác, tứ chi cứng ngắc, hành động bất tiện mà thôi. Tình huống như vậy chỉ kéo dài một ngày, đến khi đại hội y học kết thúc, cậu sẽ bình phục lại. Giờ khắc này, Giang Thần đã hiểu rồi. Là có người không muốn anh đến tham gia đại hội y học, nhưng người này lại không muốn giết anh, hoặc có lẽ là biết rằng giết không được, không dám giết. Nên mới nghĩ ra biện pháp này, làm tê liệt vị giác của anh, làm cho tứ chi anh cứng ngắc, không cách nào ra tay sử dụng ngân châm, không cách nào tham gia đại hội y học lần này. Uống đi, rồi chúng tôi đi ngay, tuyệt đối sẽ không làm khó cậu và vợ cậu. Đương nhiên là cậu cũng có thể lựa chọn không uống, cùng chúng tôi cá chết lưới rách. Giang Thần mở nắp chai ra, uống hết sạch toàn bộ rồi ném lọ thủy tinh sang một bên, nhìn người phía đối diện và hỏi, vậy được rồi chứ? Người ở phía đối diện xoay người rời đi. Giang Thần gọi ông ta, khoan đã. Người phía đối diện dừng lại. Giang Thần sầm mặt, hỏi, là ai sai khiến ông, là ai không muốn tôi tham gia đại hội y học, đại hội y học lần này liệu có âm mưu gì không? Nhưng đối phương lại không trả lời anh. Nhóm người này lên xe và lái xe rời đi. Đường Sở Sở ngồi xổm ở ven đường vẫn còn đang nôn. Giang Thần lái xe quá nhanh, đã vậy còn không ngừng vượt xe khác. Cô thật sự chịu không nổi. Cô biết có người đi theo, biết những người này nói chuyện cùng Giang Thần, chỉ là hiện tại cô thật sự rất khó chịu nên cũng không hỏi. Giang Thần nhìn những người này, mãi cho đến khi mười mấy chiếc xe rời đi, anh mở miệng, phun ra chất lỏng màu xanh lam đã uống trước đấy. Tuy rằng nôn ra lượng lớn, nhưng có một ít đã vào trong cơ thể, bắt đầu hòa vào chung với máu. Anh nhanh chóng lấy ngân châm ra, cắm vào người mình. Lợi dụng ngân châm dẫn chất lỏng màu xanh lam trong cơ thể ra. Sau khi Đường Sở Sở nôn một lúc thì dễ chịu hơn nhiều, lấy khăn giấy ra lau miệng rồi đi về phía Giang Thần. Chỉ thấy Giang Thần đã cởi quần áo nửa người trên người anh cắm đầy ngân châm, trên một vài cây châm còn có ít giọt nước màu xanh lam tràn ra. Giang Thần, anh đây là đang làm gì vậy? Giang Thần rút ngân châm trước ngực và trên cánh tay ra, thản nhiên cười với Đường Sở Sở, không. Không có gì, cắm chơi thôi. Đường Sở Sở nghiêm mặt mà nói, anh cho rằng em là đứa ngu sao, những người vừa rồi đuổi theo chúng ta là ai? Bọn họ đã cho anh uống cái gì? Anh không biết. Vẻ mặt Giang Thần ngưng trọng. Anh không biết những người này là ai. Cũng không biết những người này cho anh uống cái gì. Anh phun ra hơn phân nửa, lượng còn lại lợi dụng ngân châm dẫn ra, nhưng mà vẫn có một ít đã dung hợp cùng với máu của anh, giờ phút này anh cảm giác được cơ thể của mình có chút cứng ngắc. Thật sao, Đường Sở Sở có phần không tin. Vợ à, anh thật sự không biết. Vậy anh không sao chứ, sao em thấy sắc mặt của anh hơi khó chịu, có cần đến bệnh viện không? Đường Sở Sở cảm thấy sắc mặt Giang Thần không ổn, cũng trở nên lo lắng, đi đến đỡ anh. Giang Thần thoáng dừng tay, đoạn nói, không sao, đây là một loại thuốc có thể khiến người ta mất đi vị giác, hành động cứng ngắc, tuy anh đã ép ra phần lớn nhưng vẫn có một ít hòa vào với máu của anh. E là anh không lái xe được, em lái đi. Giang Thần thử đi bộ. Vẫn có thể đi được. Chỉ là động tác hơi cứng ngắc. Đường Sở Sở bước đến đỡ anh. Giang Thần hơi dừng tay, không cần, để tự anh phải hiểu rõ đây là loại thuốc gì để nghĩ cách điều chế thuốc giải. Anh từ từ leo vào ghế phụ lái. Đường Sở Sở thì đi vào buồng lái. Đường Sở Sở lái xe, một lần nữa chạy về phía nội thành. Chồng à, anh thật sự không sao chứ? Không có việc gì, em lái xe cẩn thận đi. Đường Sở Sở hỏi, chúng ta về nhà hay là đến phố y? Đương nhiên là đến phố y rồi, đại hội y học lần này, nhất định rất náo nhiệt. Trên mặt Giang Thần mang theo một nụ cười nghiền ngẫm, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên đại hội y học bắt đầu mà đã có người nhằm vào anh, không muốn anh đến tham gia đại hội y học. Có thể tưởng tượng, đại hội y học lần này sẽ rất náo nhiệt.
làm sao anh có thể bỏ lỡ nó được chứ? Nhưng mà, cơ thể của anh, Đường Sở Sở lo lắng thật sự. Trước đó quả thực quá nguy hiểm. Có vài lần suýt tông xe. Giang Thần cười một cách thản nhiên, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Giang Thần là thần y, cơ thể anh hiểu rõ, muốn điều chế thuốc giải cũng không phải việc khó. Đường Sở Sở không nói nhiều nữa, chuyên tâm lái xe. Giang Thần thì lấy di động ra. Tay của anh cứ như đã hóa đá, cầm di động cũng tốn sức, thậm chí đã đạt đến mức độ không thể gập cong, vừa gập cong một cái là cánh tay sẽ đau nhức dữ dội. Anh gọi một cuộc điện thoại cho Phương Vĩnh Cát. Tài liệu tôi cần đâu? Ngày hôm qua, Phương Vĩnh Cát vận dụng mạng lưới tình báo ngầm hùng hậu điều tra nguyên một ngày, nhưng cũng không có được thông tin chi tiết của Y Vương, chỉ nhận được một ít tài liệu phiến diện. Thủ lĩnh Giang, tôi chỉ nhận được một ít tin tức phiến diện. Gửi trước cho tôi. Vâng. Phương Vĩnh Cát cúp điện thoại, gửi tin tức mình điều tra được cho Giang Thần. Giang Thần nhận được một email. Anh nhận rồi mở ra và đọc. Phần đầu tiên của email là một số hình ảnh. Người đàn ông trong ảnh khoảng 60 tuổi, mặc vest, dáng người hơi mập, để râu. Hàn Kim Minh, tên thật là Trần Minh, nguyên quán, thành phố Liên Vân, Trung Quốc, 30 tuổi di dân đến Cao Ly, đổi tên thành Hàn Kim Minh, hiện tại là Hội trưởng Hội Y học Quốc gia Cao Ly. Giang Thần nhìn tin nhắn Phương Vĩnh Cát gửi tới. Tin nhắn rất đơn giản. Cũng chính là một số thông tin cơ bản. Giang Thần nhìn những thứ này, lâm vào trong suy nghĩ. Hàn Kim Minh này, chính là Y Vương trong miệng Nam Quỷ Vương đeo mặt nạ quỷ của ngoại ô Sơn Sao, chính là ông ta ở phía sau màn chủ đạo trận chiến ngoại ô Thiên Sơn Sao. Chương 265, tự cứu lấy mình. Giang Thần cảm thấy khả năng này không lớn. Hàn Kim Minh chỉ là một bác sĩ, mà nước Cao Ly tuy là một trong 28 quốc gia, nhưng nó đơn thuần chỉ là một nước nhỏ, tuyệt đối không có khả năng là chủ mưu đứng sau trận chiến ngoại ô Thiên Sơn. Có lẽ không phải Hàn Kim Minh. Hoặc có lẽ có ai đó đứng đằng sau ông ta. Giang Thần khẽ lắc đầu, ném những chuyện phức tạp này ra sau lưng. Anh bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đường Sở Sở chuyên tâm lái xe. Rất nhanh đã quay lại khu vực thành thị, đến phố Y. Hôm nay là ngày đầu tiên của Đại hội Y học, phố Y vô cùng náo nhiệt, không cho phép xe hơi đi vào. Mà bãi đỗ xe gần đó đã đầy xe. Đường Sở Sở đành phải lái xe đến bãi đỗ xe tương đối xa, sau đó bắt taxi đến phố Y. Trên đường phố chật ních toàn người là người. Đường Sở Sở kéo Giang Thần đi, động tác của Giang Thần rất chậm chạp, giống hệt như một con rối gỗ. Chồng à, anh thật sự không sao chứ, có muốn đến bệnh viện khám thử không? Đường Sở Sở nhìn dáng vẻ Giang Thần, ngay cả nét mặt cũng cứng đờ, một chút biểu cảm cũng không có, giống như một bức tượng gỗ, cô rất lo lắng. Giang Thần hơi mấp máy khóe miệng, nói không, không cần, bệnh viện Vĩnh Nhạc nhà họ Đường không phải đã gỡ bỏ niêm phong rồi sao, đưa anh đến bệnh viện Vĩnh Nhạc, anh có cách bài tiết triệt để độc tố trong máu, bài tiết ra sẽ không có việc gì nữa. Được rồi, Đường Sở Sở đáp lời. Cô đỡ Giang Thần đi về phía bệnh viện Vĩnh Nhạc. Nhưng tốc độ của Giang Thần thật sự quá chậm. Chồng ơi, để em cõng anh nhé. Thôi, thôi bỏ đi, nhiều người như vậy. Anh cũng không muốn lôi kéo thù hận. Không sao đâu. Đường Sở Sở ngồi xổm xuống, muốn Giang Thần leo lên lưng cô. Giang Thần suy nghĩ một chút, bộ dạng này của anh muốn đến bệnh viện Vĩnh Nhạc sẽ phải mất rất lâu, suy nghĩ kỹ càng xong, anh mới leo lên lưng Đường Sở Sở. Đường Sở Sở cõng Giang Thần, gắng gượng đứng lên. Đường phố rất náo nhiệt, xung quanh đều là người dân, nơi nơi đều là phóng viên. Cảnh tượng này bị không ít người nhìn thấy. Một số người chỉ trỏ, cũng có người lấy di động ra chụp lại, Đường Sở Sở lại không thèm để ý chút nào. Cô nhanh chóng cõng Giang Thần đi về phía trước, nửa giờ sau, cuối cùng cũng đến được bệnh viện Vĩnh Nhạc. Quả thật bệnh viện đã gỡ bỏ niêm phong, người nhà họ Đường đều đã đến, chỉ là bác sĩ nhà họ Đường thuê lúc trước đã nhảy việc đến những bệnh viện khác. Trước cửa bệnh viện Vĩnh Nhạc, Đường Sở Sở thả Giang Thần xuống. Cô không ngừng thở dốc, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng đầy mồ hôi. U oán nhìn Giang Thần một cái, nặng khiếp, mệt chết em mất. Giang Thần ngồi ở bậc cửa bệnh viện Vĩnh Nhạc, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc châm lên rồi chậm rãi hút. Đường Thiên Long đi ra, nhìn thấy cảnh này, không kìm được mà hỏi, Giang Thần, thế này là sao? Giang Thần từ tốn nói, không, không sao. Đường Hải, Đường Kiệt, ba đời nhà họ Đường đều đi ra. Thấy được các bệnh viện khác quá tải, bệnh viện Vĩnh Lạc lại không có ai.
Đường Dũng nhịn không được thở dài, nói, nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa chèn ép nhà họ Đường, điều này thật sự ảnh hưởng quá lớn đến Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường. Năm ngoái 3 ngày đầu tiên của Đại hội Y học, Vĩnh Nhạc chúng ta cũng thu vào được 3.000 vạn, xem ra năm nay một xu cũng không thu được cho xem. Đối với quá trình của Đại hội Y học, Giang Thần cũng có một cái nhìn tổng quát. Đại hội Y học đã thu hút mọi người từ khắp nơi trên đất nước và thậm chí cả thế giới đến phố y của Giang Trung để khám bệnh. Các bệnh viện lớn đều sẽ dùng hết sức lực để lôi kéo khách hàng. 3 ngày đầu tiên hoàn toàn là khám bệnh. Bắt đầu từ ngày thứ tư mới là cuộc thi khốc liệt của Đại hội Y học. Nhưng có quá nhiều bệnh viện trên phố y. Các bệnh viện lớn nhỏ cộng lại có hơn 10.000 nơi. Đông y càng nhiều không đếm xuể. Đông y trăm vạn không phải là câu để nói đùa. Không phải ai cũng có tư cách tham gia so tài y thuật. Điều này đòi hỏi hiệu suất kinh doanh trong 3 ngày đầu tiên. Bệnh nhân từ khắp nơi trên đất nước và thậm chí trên toàn thế giới, mỗi một người thăm khám đều sẽ được ghi lại chi tiết trên hệ thống. Sau 3 ngày sẽ dựa vào số lượng bệnh nhân đã cứu chữa cùng với phiếu bầu của nhân dân cả nước để tiến hành xếp hạng, 100 vị trí đầu mới có tư cách tham gia cuộc so tài y thuật cuối cùng. Số lượng bệnh nhân đã chữa bệnh chiếm 50%, phiếu bầu của nhân dân cả nước chiếm 50%. Tổng hợp cả hai để xếp hạng. Nghe Đường Dũng oán giận. Giang Thần chậm rãi nói, không, không sao, có tôi ở đây, lần này Vĩnh Nhạc sẽ chấn động cả thế giới, mau, đỡ tôi đi vào, tôi phải phối thuốc. Đường Sở Sở còn đang thở dốc, nghe thấy tiếng gọi, đúng lúc đỡ Giang Thần dậy đi vào bệnh viện. Người nhà họ Đường nhìn thân thể cứng ngắc và thao tác chậm chạp của Giang Thần, ai nấy đều giật một vẻ hoài nghi. Thế này là thế nào? Giang Thần ngồi trong bệnh viện. Sở Sở, giúp anh cởi quần áo ra. Vâng. Đường Sở Sở làm theo. Còn quần nữa? Hả? Đường Sở Sở sửng sốt, khuôn mặt ửng đỏ, hỏi, chồng ơi, anh muốn làm gì vậy? Em làm theo là được rồi. Vâng. Đường Sở Sở cởi quần Giang Thần ra, hiện tại anh chỉ còn lại một cái quần lót. Chuẩn bị ngân châm. Ừm. Đường Sở Sở nhanh chóng đi chuẩn bị ngân châm. Người nhà họ Đường đều đi tới, ngờ vực nhìn Giang Thần cởi sạch đồ. Đường Lỗi nhạo báng nói rằng, Giang Thần, thằng vô dụng như cậu lại làm cái trò gì vậy? Giang Thần không quan tâm đến Đường Lỗi. Rất nhanh Đường Sở Sở đã tìm được ngân châm, nói, chồng ơi, tìm thấy ngân châm rồi. Giang Thần hỏi, Sở Sở, một thời gian trước đây có cho em đọc sách kinh mạch và huyệt đạo của cơ thể con người, bây giờ em còn nhớ rõ phân bố huyệt đạo trên người không? Không, không nhớ rõ lắm. Vậy thì đi tìm một quyển sách đến đây. Đường Sở Sở không biết Giang Thần muốn làm gì, nhưng bệnh viện Vĩnh Nhạc có không ít sách về phương diện này, cô nhanh chóng đi tìm sách. Sau khi tìm được thì đưa đến trước mặt Giang Thần. Bây giờ, em cầm lấy ngân châm, làm theo lời anh nói, anh bảo em cắm ở chỗ nào thì em cứ cắm vào chỗ đó. Trước tiên cắm một châm vào huyệt thiên linh, đừng cắm quá sâu, đầu châm đi vào trong da là được rồi. Cho đến bây giờ, Đường Sở Sở chưa từng châm cứu, sau khi nghe Giang Thần nói. Cô cầm lấy ngân châm, sau đó nhanh chóng mở sách ra, thấy được vị trí đánh dấu huyệt thiên linh trên sách, cô cầm châm, nửa ngày không dám xuống tay. Chồng ơi, em sợ. Không sao đâu, em cứ làm đi. Đường Sở Sở hít sâu một hơi, thật cẩn thận châm vào huyệt thiên linh của Giang Thần. Bách hối, phong trì, huyết hải. Giang Thần không ngừng ra lệnh. Đường Sở Sở nghe được tên của những huyệt đạo này, cẩn thận xác định trên sách xong. Lại nghiêm túc tìm kiếm trên đầu Giang Thần, sau khi xác nhận không sai thì mới bắt đầu châm cứu. Thời gian trôi qua từng phút một. Rất nhanh trên dưới toàn thân Giang Thần đều cắm đầy ngân châm. Chỉ là những ngân châm này nghiêng ngả siêu vẹo, nhìn sơ qua hơi bị quái dị. Chồng, chồng ơi, bây giờ thì sao? Giang Thần nhắm mắt lại. Anh đang cảm nhận tốc độ lưu thông máu của mình. Vợ à, nắm cổ tay của anh, dùng sức bóp chặt 5 giây, sau đó buông ra. Giang Thần không ngừng dặn dò Đường Sở Sở. Đường Sở Sở thì làm theo. Dần ra, ngân châm trên người Giang Thần xuất hiện một ít chất lỏng màu xanh lam. Đây là thuốc độc anh uống trước đó, hiện tại anh lợi dụng ngân châm chặn lại huyệt đạo và kinh mạch để bài tiết những độc tố màu xanh lam này theo ngân châm ra ngoài. Được rồi, rút châm. Vâng. Đường Sở Sở nhanh chóng rút châm. Sau khi rút châm ra, Giang Thần đứng dậy, hoạt động xương cốt một chút. Mặc dù hoạt động vẫn còn hơi cứng nhắc nhưng cũng đã tốt hơn nhiều. Anh cầm lấy giấy bút,
nhanh chóng viết một đống công thức bào chế thuốc rồi đưa cho Đường Sở Sở và dặn dò, dựa theo công thức bốc thuốc cho anh, sau đó sắc rồi uống, nhiều nhất là ngày mai, anh có thể khôi phục, có thể hoạt động tự nhiên. Ừm, Đường Sở Sở gật đầu, thoáng sau, cô thấy khó xử, bác sĩ của Vĩnh Nhạc đều đã nghỉ việc hoặc nhảy việc đi nơi khác, em cũng không biết phối thuốc đâu mà. Để ông làm cho. Đường Thiên Long nhìn một hồi lâu thì đi đến, tiếp nhận phương thuốc trong tay Đường Sở Sở. Đường Thiên Long cũng từng là bác sĩ đông y, tuy không tính là tinh thông, nhưng bốc thuốc, phối thuốc đơn giản thì ông ta vẫn có thể làm được. Những người nhà họ Đường khác thì nhìn Giang Thần. Thằng nhóc này, rốt cục đang làm cái quái gì vậy? Giang Thần, cậu đây là... Đường Kiệt nhịn không được hỏi. Giang Thần thản nhiên cười rồi nói, có người không muốn tôi tham gia đại hội trung y nên đã ép tôi uống thuốc độc, khiến tôi tạm thời mất đi vị giác, hành động cứng ngắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 265.